The orchard, the words still echoed, as a fresh, open, bloody wound that had received no attentions. It was not at all what was expected, turning a sunny morning into a waking nightmare. The drive back home was solemn to say the least, the shaking in his hands wrought from anxieties that he barely did manage to tamp down to an almost indiscernible level by the time he pulled into his driveway. She was gathering what they would need for the excursion to the apple orchard as he shuffled through the front door. It was an event they had talked about partaking in all summer long since it was something that neither had done since childhood. How did it go, okay? She extended a brief, loving smile before returning to her task, the same look that captivated him years before and which he worked so hard to keep returning day after day. This time it was different though, he fought the damp that rapidly attempted to conquer his vision, turning his head to disguise the horrible reality within him. The ache nearly brought a groan of sorrow to the fore, also forcefully repressed by sheer will at the last second. Gathering his strength, he assisted her in loading the necessities into their restored 1967 Chevy truck, one that he had labored on many a night in the garage and had spent, according to her, a few too many dollars. She never complained, however. When they took it out on sunny Saturdays driving around the countryside with no destinations in mind other than a road they had not gone down before. Being a warm autumn day, the windows were rolled down and as they passed the last stoplight on the edge of town the air brought on all the sense of the countryside that he had known as a young boy exploring the world around him, forests, streams and fields. He took all these in with a deep breath. Somehow today they became so much sharper than before. Along the roadside, there were little details that usually escaped one's notice, but not today. The fence lines with the long foxtail grasses and occasional small tree or shrub that was fighting for its right to exist despite the landowner's objections. The singular, modest, odd copse of white pines, only that curiously thrived in an ocean of maple, the rise of the railroad bed off to the left with its shield wall of cedar trees, nothing was escaping his notice today. Even the faint scent of livestock from the larger farms was welcomed instead of cursed. The drive seemed to him to go by so very quickly, as if time was being drained away akin to dish water in the kitchen sink. They arrived at their destination, the parking lot not yet full as it was still mid morning. Still, there was a decent number of people already there partaking of the festive atmosphere as the orchard had constructed a diminutive carnival with small rides for children as well as a petting zoo complete with llamas, sheep, goats, rabbits, and even a pint sized pony that could accommodate only small kids on its back for a ride in a circular pen. They paid their entry fee and toted their baskets with them past the entertainment district and into the orchard itself, rows and rows of different varieties of apples ripe and waiting to be plucked. Oh, we are definitely having pie tomorrow, she grinned gleefully, scanning the menagerie of fruit. His smile wasn't as gleaming but one of introspect. They set about gathering the bounty, carefully inspecting for insect and/or worm damage, all the while his brain literally burned. At least it felt that way to him. Every leaf, every blade of grass, every cloud overhead was to him as gold was to the miser or a scrap of food to one starving. A gently blowing breeze caressed his cheek, and he looked straight up into the sky and silently thanked God for this seemingly tiny gift. He felt the warmth of the bright sunlight that danced in and out of the field of scattered, slowly drifting cumulus clouds and immersed himself in it, closing his eyes and facing skyward just as he had done during his youth those times when he had gone fishing and lay sprawled on the grassy riverbank with care one and a mind set in wandering mode. He sighed pensively, memories danced and swirled in his mind of times past, full of cheer, those things that had produced smiles and laughter. Family vacations, picnics in the clearing next to the creek that his grandfather had mowed specifically for, triumphs on the basketball court, and the successes of their children. They were in no hurry whatsoever, but eventually the baskets became heavy with honeycrisp pink lady, yellow delicious and she had made certain to acquire plenty of granny smith, being adamant that the variety was an absolute necessity for the future pie. Larger numbers of apple aficionados had gathered in the rows which along with the laden baskets indicated it was a favorable time to make their departure. Before leaving, she was of the intent to capture the event on her cell phone camera, snapping pictures. Vườn cây ăn quả, lời nói ấy vẫn còn vang vọng. như một vết thương rỉ máu, mới lành chưa được quan tâm, nó hoàn toàn không phải như những gì mong đợi, biến một buổi sáng đầy nắng trở thành một cơn ác mộng khi thức dậy. Ít nhất phải nói rằng chuyến lái xe trở về nhà là trang trọng, sự run rẩy trên tay anh ta do những lo lắng mà anh ta hầu như không thể giảm xuống mức gần như không thể nhận thấy vào thời điểm anh ta lái xe vào đường lái xe của mình. Cô đang thu thập những thứ họ cần cho chuyến du ngoạn đến vườn táo khi anh lê bước qua cửa trước đó là một sự kiện mà họ đã nói về việc tham gia suốt cả mùa hè vì đó là điều mà cả hai đều chưa từng làm từ khi còn nhỏ, nó diễn ra như thế nào, được chứ, cô nở một nụ cười yêu thương ngắn ngủi trước khi quay trở lại nhiệm vụ của mình. Chính cái nhìn đã làm anh say đắm nhiều năm trước và anh đã làm việc chăm chỉ để tiếp tục quay trở lại ngày này qua ngày khác. Tuy nhiên, lần này thì khác, anh chiến đấu với sự ẩm ướt đang cố gắng nhanh chóng chinh phục tầm nhìn của mình, quay đầu lại để ngụy trang thực tế khủng khiếp bên trong anh. Cơn đau gần như kéo theo tiếng trên rỉ thảm thương lên phía trước, cũng bị ý chí tuyệt đối đè nén vào dây cuối cùng, thu hết sức lực, anh hỗ trợ cô chất những thứ cần thiết vào chiếc xe tải Chevy 1967 đã được tân trang lại của họ. Chiếc xe mà anh đã vất vả nhiều đêm trong nhà để xe và theo lời cô, số tiền quá lớn. Tuy nhiên, cô ấy chưa bao giờ phàn nàn, khi họ đưa nó ra ngoài vào những ngày thứ bảy đầy nắng, lái xe quanh vùng nông thôn mà không nghĩ đến điểm đến nào ngoài con đường mà họ chưa từng đi trước đó, là một ngày mùa thu ấm áp, những cánh cửa sổ được kéo xuống và khi họ đi qua ngọn đèn cuối cùng ở rìa thị trấn. Không khí mang theo tất cả những mùi hương của vùng nông thôn mà anh đã biết khi còn là một cậu bé khám phá thế giới xung quanh, rừng, suối và các lĩnh vực. Anh hít thở sâu tất cả những thứ này, không hiểu sao hôm nay chúng lại trở nên sắc nét hơn trước rất nhiều dọc hai bên đường có những chi tiết nhỏ thường được người ta chú ý, nhưng ngày nay thì không. Những hàng rào với những thảm cỏ đuôi trồn dài và đôi khi là cây nhỏ hoặc bụi cây đang đấu tranh cho quyền tồn tại của nó bất chấp sự phản đối của chủ đất. Đám cây thông trắng đơn sơ, khiêm tốn, kỳ quặc chỉ phát triển một cách kỳ lạ trong một đại dương phong, sự trỗi dậy của lòng đường sắc lệch về bên trái với bức tường trắng bằng những cây tuyết tùng, không có gì có thể thoát khỏi sự chú ý của anh hôm nay ngay cả mùi hương thoang thoảng của gia súc từ các trang trại lớn hơn cũng được chào đón thay vì bị nguyền rủa đối với anh cuộc lái xe dường như trôi qua rất nhanh như thể thời gian đang bị cuốn trôi đi giống như nước rửa bát trong bồn rửa bát họ đã đến đích bãi đậu xe vẫn chưa đầy vì vẫn còn là giữa buổi sáng tuy nhiên có một số lượng lớn người đã ở đó để tham gia vào bầu không khí lễ hội vì vườn cây ăn quả đã xây dựng một lễ hội hóa trang nhỏ với các trò chơi nhỏ cho trẻ em cũng như một vườn thú cưng hoàn chỉnh với lạc đà không bú cừu dê thỏ và thậm chí cả một con nhỏ cỡ pin ngựa con chỉ có thể chứa những đứa trẻ nhỏ trên lưng để cưỡi một chiếc bút hình tròn họ trả phí vào cửa và mang theo giỏ của họ qua khu vui chơi giải trí và vào chính vườn cây ăn quả hàng và hàng của nhiều loại táo khác nhau đang chín và chờ được hái ồ ngày mai chúng ta khổng lồ ăn bánh rồi cô ấy cười khoái chí quét qua đống trái cây nụ cười của anh ấy không phải là lấp lánh mà là một nụ cười hướng nội họ bắt đầu thu thập tiền thưởng cẩn thận kiểm tra thiệt hại của côn trùng và hoặc sâu trong khi não của anh ta bị đốt cháy theo đúng nghĩa đen ít nhất nó cảm thấy như vậy với anh ta từng chiếc lá từng ngọn cỏ từng đám mây trên cao đối với anh ta như vàng đối với kẻ khốn cùng hay là thức ăn thừa cho kẻ chết đói. Một làn gió nhẹ thổi qua vuốt ve má anh và anh nhìn thẳng lên trời và thầm cảm ơn Chúa về món quà tưởng chừng như rất nhỏ bé này. Anh cảm nhận được sự ấm áp của ánh sáng mặt trời rực rỡ nhảy múa trong và ngoài cánh đồng của những đám mây vũ tích rải rác, từ từ trôi đi và đắm mình trong đó, nhắm mắt và hướng lên trời giống như anh đã từng làm trong thời còn trẻ khi đi câu cá và nằm dài trên bờ sông đầy cỏ với sự chăm sóc cẩn thận và tâm trí đang ở chế độ lang thang. Anh trầm ngâm thở dài, ký ức nhảy múa và quay cuồng trong tâm trí anh về khoảng thời gian vui vẻ đã qua, những thứ đã tạo ra nụ cười và tiếng cười. Những kỳ nghỉ gia đình, những buổi giả ngoại trên bãi đất trống cạnh con lạch mà ông nội đã cắt cỏ đặc biệt, những chiến thắng trên sân bóng rổ và những thành công của con cái họ. Họ không vội vàng gì nhưng cuối cùng các giỏ trở nên nặng nề với Honisip, tiên lấy đi, I lao Delicio và cô ấy đã chắc chắn mua được nhiều Granny Smith, kiên quyết rằng sự đa dạng này là thứ cần thiết tuyệt đối cho chiếc bánh tương lai. Số lượng lớn hơn những người đam mê táo đã tập trung thành các hàng cùng với những giỏ chất đầy cho thấy đây là thời điểm thuận lợi để họ khởi hành. Trước khi rời đi, cô ấy có ý định ghi lại sự kiện trên camera điện thoại di động của mình.